Tiếp tục trong series hướng dẫn các chức năng dành cho giáo viên, ở video này tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô cách chúng ta có thể tạo ra được một đề thi, một bài tập ở dạng tự luận. Và khi học sinh nộp bài lên, thầy cô có thể sử dụng các công cụ vẽ ở đây để chấm trực tiếp lên bài của học sinh. Để tạo được học liệu như vậy, thầy cô hãy chọn vào phần đề thi tự luận có thể tạo trong kho học liệu của tôi hoặc trong một khóa học cụ thể. Sau khi vào giao diện tạo đề thi, có hai tùy chọn thứ nhất là soạn thảo nội dung. Thì các thầy cô có thể có hai tùy chọn để tạo ra nội dung của đề này. Cách rất đơn giản đó là chúng ta tải tập tin, file đề của chúng ta lên ở dạng PDF, Word hoặc PowerPoint. Cách thứ hai là thầy cô có thể soạn trực tiếp nội dung. Với các công cụ OLM đã cung cấp ở đây, thầy cô có thể tạo ra bất kỳ dạng nội dung nào mình muốn. Ở đây tôi sẽ chọn một file đề thi có sẵn. Tôi chọn vào upload tập tin PDF và chọn tệp. Và thầy cô sẽ cài đặt những tùy chọn phù hợp. Sau đó chúng ta nhấn lưu. Nếu đây là một bài tập tự luận thầy cô cho học sinh làm không giới hạn thời gian thì thầy cô sẽ để nguyên số 0 ở phần thời gian làm bài. Thế còn nếu đây là một bài thi, bài kiểm tra, ví dụ như đề này kéo dài 90 phút, khi học sinh vào bài thi, sau 90 phút sẽ không thể làm được bài thi này nữa. Ở đây tôi muốn học sinh được thoải mái thời gian làm đề này, thì tôi sẽ để số 0 ở đây. Và tôi sẽ giao đề này cho lớp. Ở trong trang học tập của học sinh nhấn vào đề tôi đã giao. Sẽ hiện ra giao diện làm bài như thế này. Ở bên trái là đề bài, bên phải là giao diện để học sinh làm bài. Học sinh có thể gõ trực tiếp vào đây hoặc có thể tải ảnh lên. Nếu học sinh sử dụng điện thoại di động thì sẽ có thêm chức năng mở camera rồi chụp ảnh trực tiếp gửi lên OLM. Ở đây tôi sẽ demo bằng cách tôi tải bức ảnh của một bài làm có sẵn lên. Như vậy thì các thao tác thầy cô tạo ra một đề, một bài tập tự luận, rồi giao bài, học sinh vào làm bài, các thao tác rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem làm thế nào tôi có thể chấm được các bài như thế này. Ở giao diện đề thi của giáo viên, nhấn vào nút danh sách bài làm và chấm bài. Sẽ hiện ra danh sách của các tài khoản đã làm đề này. Thì đây tôi muốn chấm bài của học sinh này. Tôi sẽ nhấn vào nút chấm bài ở đây. Ở đây có các công cụ để chúng ta ghi chú trực tiếp lên bài của học sinh. Ví dụ như công cụ chấm nhanh. Ta có thể tích đúng khi kích một lần. Khi kích hai lần sẽ là đánh dấu sai. Và kích ba lần sẽ là tặng hoa. Chúng ta có thể sử dụng công cụ di chuyển ở đây để di chuyển đến vị trí chúng ta cần. Thầy cô cũng có thể sử dụng các ký hiệu đúng sai. Và cũng có thể sử dụng công cụ bút vẽ ở đây. Công cụ này sẽ rất hữu ích khi thầy cô sử dụng cùng với bảng vẽ. Một chức năng nữa là thầy cô có thể gõ chữ lên bài của học sinh. Và các đối tượng có màu này thầy cô hoàn toàn có thể đổi được màu. Ví dụ như tôi muốn gõ chữ màu vàng chẳng hạn. Tôi sẽ chọn màu vàng. Và chọn phông chữ. Chúng ta còn có thể thay đổi được kích thước của các đối tượng. Thầy cô cũng có thể sử dụng công cụ vẽ đoạn thẳng ở đây để vẽ ra các đoạn thẳng. Để xóa được các đối tượng này thì chúng ta lại chọn công cụ chọn. Ta có thể kéo thả để chọn các đối tượng mà ta muốn xóa. Sau đó chúng ta nhấn phím Delete trên bàn phím. Hoặc thầy cô nhấn vào biểu tượng thủ giác ở đây. Các đối tượng được chọn cũng sẽ bị xóa đi. Đó là các chức năng cơ bản của công cụ vẽ. Sau khi chấm trực tiếp lên bài của học sinh, thầy cô có thể đưa ra nhận xét chung. Điểm này sẽ là điểm được ghi nhận để lưu lên hệ thống. Trong trường hợp thầy cô muốn tải bức ảnh này về, thì thầy cô hãy để ý, ở đây OLM có hướng dẫn là nếu muốn tải file của học sinh về, thầy cô hãy tắt công cụ vẽ bên trái. Thì thầy cô chỉ cần nhấn vào nút X ở đây, tắt vẽ. Sau khi bài được chấm xong, học sinh quay trở lại bài của mình sẽ nhìn thấy điểm số và nhận xét của giáo viên, cũng như là các ghi chú mà giáo viên đã ghi ở trên bài của mình. Như vậy, chỉ với một vài thao tác đơn giản, các thầy cô có thể tạo ra một bài tự luận chấm trực tiếp lên bài của học sinh. Hy vọng công cụ này sẽ giúp ích nhiều cho thầy cô trong quá trình giảng dạy. Các thầy cô hãy tiếp tục theo dõi series hướng dẫn của OLM và có thể đóng góp thêm để OLM cải thiện các chức năng, các công cụ dành cho giáo viên. Xin cảm ơn thầy cô đã theo dõi.